phụ mẫu của chú rể tỷ anh. Kính mời các cụ cùng toàn thể quý vị quan khách hãy dự tiệc và hướng ánh nhìn của mình lên trên sân khấu để chứng kiến nghi thức cặp uyên ương Kỳ Anh và Thúy Hằng sẽ thực hiện cắt bánh và xót rượu. Quý vị quan khách thân mến, người ta vẫn thường nhắc đến câu dân ca quan họ: trong khúc sông cố chẳng đổ dồn về một bến, anh chẳng yêu nàng anh đến chi đây, đấy với đây không dây mà buộc, anh với nàng chi chút đã say. Gặp nhau đây thì mời người xơi nước xơi dầu, sau kết nhân duyên. Ngày hôm nay cặp uyên ương của chúng ta, khách, bánh cưới thì được làm từ rất nhiều nguyên liệu, nhưng chủ yếu là hai nguyên liệu chính, đường và kem tươi, tượng trưng cho vị ngọt ngào của tình yêu viên mãn mà cặp uyên ương của chúng ta ngày hôm nay, Kỳ Anh và Thúy Hằng sẽ tay trong tay cắt nhận tầng tháp bánh ngọt ngào. Mỗi một tầng tháp bánh tượng trưng cho một nấc thang của cuộc đời mà cặp uyên ương Kỳ Anh và Thúy Hằng nguyện thề non hẹ biển, đồng cam cộng khổ, nguyện cho cuộc đời này mãi mãi bên nhau. Thưa quý vị quan khách, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để mừng hạnh phúc cho cặp đôi đi ạ. Chúc mừng và cảm ơn Kỳ Anh cùng Thúy Hằng. Tiếp theo, mời Kỳ Anh lấy chai rượu thứ nhất, bóc nắp giấy bạc, lắc mạnh chai rượu, và cuối cùng và nút hết tự khắc lắc của chai rượu sẽ được mở ra. Kính thưa quý vị thân mến, mời các quý vị chúng ta liên tục dành những tràng pháo tay để mừng hạnh phúc cho cặp uyên ương trong chương trình ngày hôm nay được không ạ? Thì anh ơi, nếu có thể thì cứ phun xuống đi kìa, tránh sang đây thì càng tốt này. Đấy. Rượu hồng thì kết nghĩa phu thê, tình trăng lồng thắm thì duyên về với nhau. Bạn nào mà được rượu của Kỳ Anh và Thúy Hằng mà phun vào người như thế là hên lắm đấy ạ. Thưa quý vị thân mến, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay nữa để mừng cho cặp đôi được không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Và tiếp theo mời Kỳ Anh mở rượu chai thứ hai, tương tự như chai thứ nhất. Kỳ Anh phải lưu ý này, cái kỹ thuật lắc rượu ấy là làm sao mà để cho lực của bên trong chai rượu khi mà Kỳ Anh vặn cái nút thép nó đủ để đẩy ra. Đấy. Rất tuyệt vời. Xin mời Kỳ Anh và Thúy Hằng lại rót ra những ly rượu trên tầng tháp ly và để lại một phần nhỏ rót vào các ly rượu ở phía dưới bàn tiệc. Người ta rất quý rượu như nước và mật ngọt, nước để tưới cho đời thêm tươi thắm, mật ngọt để điểm tô cho sắc vị của tình yêu. Giờ phút này đây quý vị, chúng ta đang cùng chứng kiến hình ảnh cô dâu và chú rể đan tay trong tay để rót lên những ly rượu. Thật tuyệt vời. Kính thưa quý vị quan khách, chúng ta đang hướng ánh nhìn lên phía trên sân khấu, và giờ phút này thì anh cùng với Thúy Hằng hãy tỏ lòng hiếu thảo của mình để dâng rượu lên đấng sinh thành. Xin mời Kỳ Anh và Thúy Hằng dâng rượu lên bố và mẹ, song thân phụ mẫu của chú rể Kỳ Anh. Xin mời Thúy Hằng và Kỳ Anh dâng rượu lên ông thân sinh ra cô dâu Thúy Hằng và cô của cô dâu, đúng không ạ? Vâng, xin mời.